năm mới an khang, vạn sự an lành là điều mà mọi gia đình luôn hy vọng và cầu mong trong những ngày Tết. Thế nhưng, những điều tốt lành này có thể sẽ không trở thành hiện thực, mà nguyên nhân là từ sự bất cẩn của chính chúng ta. Đã từng có nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra tại các hộ gia đình trong ngày đầu năm mới, khiến tài sản tiêu tan, thậm chí mạng người còn không thể giữ. Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà số 200, đường Ngô Gia Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 1 tháng 2 năm 2014, tức là mùng 2 Tết Giáp Ngọ. Ngôi nhà do bà Ngô Thị Hảo, 87 tuổi làm chủ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn là lúc chị Nguyễn Thảo Phương Dung đến nhà bà Hảo để chúc Tết. Khi mọi người đang trò chuyện thì phát hiện đám cháy ở tầng lửng của ngôi nhà. Tất cả mọi người hô hoán nhau thoát lên các tầng trên. Lo sợ đám cháy bùng phát mạnh. Trong lúc hoảng loạn, chị Dung đã đập cửa kính của ngôi nhà này ở tầng 4 để thoát thân, nhưng không may bị trượt ngã xuống đất, tử vong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 7 xe chữa cháy cùng xe thang đến hiện trường để dập lửa và cứu người. Sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Những người mắc kẹt trong nhà được giải cứu và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương. Còn vào sáng ngày 4 tháng 2 năm 2014, tức là mùng 4 Tết Giáp Ngọ, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng Sơn Hiếu Nguyễn, trên đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Do trong nhà chứa nhiều sơn, lốp xe, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có vợ chồng chủ nhà. May mắn, cả hai kịp chạy thoát ra ngoài. Người dân ở những căn nhà cao tầng bên cạnh cũng đã phải vội vã chạy thoát ra ngoài khi ngọn lửa bốc cao. Nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dùng 8 xe cứu hỏa, 2 xe cứu hộ, 2 xe thang chuyên dụng cùng hàng trăm lính cứu hỏa đến hiện trường. Bất chấp nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, ngọn lửa tiếp tục lan mạnh lên các tầng phía trên. Sau khoảng 2 giờ kể từ khi đám cháy bùng phát, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nhưng lúc này, tất cả các vật dụng phía trong căn nhà đều hư hỏng hoàn toàn. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trong Tết Giáp Ngọ, tức là từ ngày 28 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2 năm 2014, cả nước đã xảy ra 96 vụ cháy, làm một người chết, 9 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên tới 7,8 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày mất tới 1 tỷ đồng do cháy nổ. Còn trước đó, Tết Quý Tị xảy ra tới 77 vụ cháy, khiến 2 người chết, 4 người bị thương. Thiệt hại về tài sản cũng hơn 7 tỷ đồng. Nguy cơ cháy trong các hộ gia đình thì hầu hết là cái nguy cơ cháy là do cái chập điện, có thể về đêm là cái điện sẽ tăng đột ngột, nó dẫn đến là cái chập cháy. Cái thứ hai là các cái hộ gia đình sử dụng các cái trang thiết bị mà dẫn đến cái việc cháy, ví dụ như bàn nà hay là các cái sạc điện đấy, hay là ví dụ như là các cái hộp công tơ điện ấy. Đấy là những cái mà có thể là đêm nó xảy ra rất cháy. Các cái hộ dân là cái ý thức và cái nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy là chưa tốt. Ví dụ như là cái nguồn lửa, nguồn nhiệt trong các hộ gia đình như thắp hương, thờ cúng vào các cái bàn thờ hay là các cái bàn thần tài ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà cháy. Những nguyên nhân dễ dẫn đến cháy nổ trong những ngày Tết như sơ suất trong thắp hương, đốt vàng mã hay do sự cố chập điện. Và những nguyên nhân này đều có thể phòng tránh được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không hóa vàng tại khu vực riêng của gia đình. Không biện pháp che chắn, ngõ nhỏ mặc nhiên trở thành nơi cho chị Phạm Thị Vân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hóa tiền vàng. Đó cũng là cách mà nhiều người đang thực hiện đốt vàng mã. Cứ mua ít thôi thì đốt chỗ nào nó không thoáng đấy thì mình cho vào mình đốt, nó không ảnh hưởng đến hàng xóm. Trong khi đó, với khoảng cách không quá xa thì không ai dám chắc những tàn lửa này không bén vào vật dễ cháy ngay bên cạnh. Trong cái quá trình hóa vàng đây, chúng ta chủ quan, chúng ta hóa vàng, chúng ta cứ để cho vàng mã hoặc là các tiền vàng các thứ cháy, sau đó chúng ta đi ra khu vực khác, dẫn đến là có thể là chỉ cần một ngọn gió thôi thổi cái tiền vàng hoặc là các tàn lửa sang các khu vực xung quanh dễ cháy khác, rất dễ xảy ra cháy lan. Là đặc biệt lưu ý đó là chúng ta phải có sự giám sát trong cái quá trình hóa vàng. Và một đặc biệt lưu ý nữa, khi mà hóa vàng phải đảm bảo là tắt hoàn toàn, sau đó là chúng ta mới dập tàn và chúng ta kết thúc cái việc hóa vàng đó. Khu vực thắp hương thờ cúng có thể là nơi trang trọng nhất, thành tâm nhất của gia chủ, nhưng không hẳn là nơi an toàn nhất. Hiểm họa có thể đến từ những nguồn lửa nhỏ. Đặc biệt lưu ý bà con là chúng ta không nên để các cái đồ hàng mã dễ cháy gần đối với chân hương, rất là nguy hiểm, bởi vì khi đó chân hương hoặc các tàn hương này bay xuống phía dưới nó là vẫn còn nhiệt, khi đó sẽ vào các túi ni lông hoặc là các tiền vàng này rất dễ là gây cháy lan. Đặc biệt lưu ý đối với bà con là như vậy. Và một điều lưu ý đối với bà con là như này, gia đình nhà chúng ta thường là có thể là sử dụng là cây đèn dầu, rất là đặc trưng đối với phong tục của người Việt Nam, hoặc là có thể có nhiều gia đình có thể dùng nến. Thế nhưng một đặc biệt lưu ý là trong cái quá trình mà chúng ta để cây đèn dầu, đúng không ạ? Chúng ta để cây đèn dầu, chúng ta phải đặc biệt lưu ý là làm sao để làm sao cho vững, để làm sao khi mà trong quá trình đèn dầu bị có đèn dầu, nếu mà chúng ta không để không vững là đèn dầu có thể dẫn đến bị đổ thì dầu sẽ chảy loang ra bên ngoài và gặp các nguồn nhiệt, đây rất dễ xảy ra cháy. Và đặc biệt lưu ý nữa đó là rất nhiều các gia đình là có thể dùng các cây nến, thì chúng ta cũng nên lưu ý đó là chúng ta phải để, có thể là để trên đĩa hoặc để trên bát, để làm sao đó là để làm sao khi mà cái nến có chảy ra hoặc có bị đổ ra thì cũng không dẫn đến cháy lan. Đấy, chúng ta phải đặc biệt lưu ý là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra cái đường dây dẫn điện, tránh được xảy ra chạm trọng phía các đường trên dây dẫn điện. Trong cái quá trình thắp hương đây là chúng ta phải thường xuyên là có người ở nhà để làm sao để chúng ta giám sát được cái việc thắp hương. Bất kỳ khi có vấn đề gì xảy ra là chúng ta sẽ có thể là giải quyết được ngay ở vấn đề tại chỗ bằng, có thể bằng nước ở tại gia đình nhà chúng ta, hoặc là chúng ta có thể dùng các cái bình chữa cháy chẳng hạn. Đấy, ở gia đình nhà chúng ta được trang bị là để chúng ta dập tắt được tại chỗ. Ngoài nguyên nhân sơ suất trong thắp hương đốt vàng mã thì sự cố về hệ thống điện cũng rất dễ xảy ra khi cả nhà đi vắng du xuân. Pháp bảo vệ chống trộm không nên khóa cửa bên trong. Khi mình ra khỏi phòng hoặc khi mình làm việc thì mình ngắt hết toàn bộ các thiết bị tiêu thụ điện và ngắt cầu giao tổng. Cái thứ hai là một số nhà dân thì vẫn sử dụng một số cầu chì, thì mình đặc biệt là mình không được thay thế các dây chảy cầu chì bằng các vật liệu dây chảy khác. Và khi mình sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn thì mình phải có các dây dẫn và dây tải điện thì phù hợp với cái công suất do thiết bị điện tiêu thụ. Đấy. Thì ngoài ra thì do một số người dân thì là không biết, thì ví dụ là khi mình sử dụng các thiết bị viễn thông hoặc là thiết bị truyền hình thì mình chỉ là tắt màn hình thôi, chứ mình không tắt hẳn nguồn của thiết bị điện. Ví dụ như là khi mình xem TV đấy thì mình sẽ chỉ mọi ý thức người dân thì là đa số là tắt các nút đỏ này, tắt nguồn thôi, chứ không tắt toàn bộ nút phích khỏi màn hình phải điện đấy. Và ngoài ra thì thời buổi viễn thông thì mọi người thì hay sử dụng các điện thoại, và là khi ý thức của mình là khi ngủ hay dùng để sử dụng điện thoại và sạc pin đấy, thì khi mọi người rút hết sạc ra thì không rút sạc khỏi ổ điện thì dẫn đến thì là tình trạng của là cắm lâu thì dây điện sẽ nóng rồi sẽ dẫn tỏa nhiệt và sẽ
gây cháy. Người dân cũng nên thường xuyên kiểm tra, thay thế các đường dây điện đã cũ nát, chắp vá. Đặc biệt, khi sử dụng các thiết bị truyền tải điện, phải tính công suất sử dụng điện để mua những thiết bị tải điện đảm bảo, an toàn. Bên cạnh đó, tất cả những đồ dùng trong gia đình từ dây dẫn, ổ cắm, các vật dễ cháy phải cách xa bóng thắp sáng ít nhất là 0,5 mét. Ngoài những nguyên nhân trên, thì việc sử dụng bếp ga cũng có thể là một nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn. Người dân nên đặc biệt lưu ý cách đặt bình ga và cách xử trí nếu xảy ra hiện tượng rò rỉ khí ga. Thứ nhất thì là khi mình đặt bếp ga, thì mình phải đặt trên nền vật liệu không cháy. Đấy, và không cháy thì khi sử dụng các bếp ga và bình ga phải có nhãn hiệu chính hãng được cơ quan kiểm định. Đấy. Và khi mình sử dụng ga xong thì mình phải định kỳ là lau chùi bếp ga sạch sẽ để không làm tắc các đường dẫn ga. Đấy. Và mình đặt bình ga, vì khi mình đặt bình ga đây. Mình đặt bình ga là mình đặt trên vật liệu là cứng, không cháy, và xung quanh bình ga là không được đặt các vật liệu dễ cháy. Đấy. Và đặc biệt là khu vực để bình ga này thì không được để các dụng cụ thiết bị sinh nhiệt sinh nhiệt. Đấy. Và đường ống bình từ đường ống dẫn từ bình ga đến bếp ga thì phải đảm bảo độ kín. Đấy. Thì khi mà có sự cố về ga thì mọi người nên, nhất là khi mở cửa về nhà mà ngửi thấy mùi ga thì phải vào và khóa van bình ga lại, và tuyệt đối là không được sử dụng thiết bị sinh lửa sinh nhiệt, không được bật điện, sử dụng điện thoại. Đấy. Sau đó là mọi người sẽ đi đến các cửa, mở hết cửa cho gió thông thoáng. Đấy. Và sau đó chạy đến bình ga, khóa van bình ga vào. Trong trường hợp mà không khóa van bình ga thì mọi người phải mang bình ga ra vị trí thoáng gió để khuếch tán khí ga. Đấy. Thì sau đó là mọi người sẽ gọi cho cơ quan cung cấp ga, và hoặc là gọi đến số cháy, số điện thoại 114 của cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy để người ta để bên phòng cháy sẽ xuống xử lý. Các hộ gia đình cũng nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau trong chùm chìa khóa của gia đình để dễ phân biệt khi mở, và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá rỡ để tạo lối thoát nạn, không bố trí đồ vật cản trở đường lối, cửa thoát nạn.